Con ROM này lựa chọn khá là ok. Hồi nãy tôi đang nghĩ với con Nautilus, nó đem lại cho bạn khả năng mở giao tranh tầm xa hơn, và cái chỉ đâu tầm nhiệt đó nó có thể đích thẳng vào đầu của Jovi để vô hiệu hóa anh ta. Nhưng mà ROM cầm kiệt sức cũng là một lựa chọn không tồi. ROM thì nó khắc chế khá nhiều những vị tướng đấu sĩ lao vào. Dù sao thì Gori anh ta cũng sẽ hướng về những cái tình huống đóng góp cho đồng đội trong tình huống giao tranh về sau hơn so với việc là có được một những cái tình huống đi đường tốt. Để xem Gori sẽ xử lý cái kèo khu vực đường giữa này như thế nào. Dù sao thì anh ta cũng đã xem những cái màn trình diễn của Jovi với Irelia rồi, tôi khá chắc là như vậy. Mặc dù cặp đôi Doc Dam cũng như là Kaelin không phải là những người có được lực đẩy, tuy nhiên thì Pinot vẫn đủ sức để kiểm soát được cua và cân bằng về lợi thế về cua dành cho bản thân của anh ta so với Wheeler phía bên kia. Gori ở đường giữa có trao đổi. Ui, Jovi lên và Pinot đang đứng đợi, anh ta có cú đúp. Và Jovi có đi hay không đây? Anh ta tốc biến bỏ chạy nhưng vẫn bị dứt điểm bởi Gori. Chết. Thực ra pha đó thì tôi nghĩ rằng về mặt thời điểm tung chiêu của Wheeler không phải là tệ đâu. Tại vì bản thân anh ta biết rằng Jovi, chính xác là Gori vẫn còn tài nguyên để có thể chạy được. Anh ta muốn khi mà Akali đã dùng hết tất cả mọi thứ rồi, cả tốc biến lẫn cái sát chiêu hoàn hảo rồi, thì tung mưa tên lửa cái tỷ lệ thành công của nó sẽ cao hơn. Chỉ tiếc một cái là cái hướng anh ta rải mưa tên lửa thì nó, cái đường về Gori nó khá là rộng, Gori có hai hướng để chạy, và cái hướng rải mưa tên lửa của Wheeler thì nó lại không chính xác, không đoán được cái ý đồ của Gori mà thôi. Chứ nếu như anh ta rời sớm hơn, ở trong khoảng anh ta đã có cấp 6 rồi, anh ta rời sớm hơn thì sẽ hụt á. Anh ta muốn đợi hết chiêu rồi mới rời. Đó. Thì thực ra là mà nói thì Gori vừa hay và vừa may trong pha đó mà thôi. Và Gori lùi về với một chấm máu trong cái pha vừa rồi. Nhưng Hangulai sẽ có được thế lính và họ tấn công ra hang rồng, và đây sẽ là con rồng đầu tiên dành cho họ. Đường giữa thì có vẻ như nãy giờ tôi cảm giác ở Gori anh ta dính choáng hơi nhiều đến từ Jovi. Thế đỉnh kiếm có để tấn công nhưng Pinot có mặt và không gây áp lực quá nhiều, nhưng vẫn là thấy dựa gian Viesta đang muốn chơi. Anh ta tấn công vào Pinot, hai chiêu cuối được sử dụng nhưng Pinot đá đối phương ra, sát thương là chưa đủ đến từ chiêu đẹp. Pinot vẫn lui về được, cú dịch chuyển lên ở khu vực đường giữa xuống đến từ Gori. Anh ta tấn công vào Viesta, người không còn quá nhiều máu và năng lượng nữa, gắn e trúng và lao thẳng vào, sát thương là chưa đủ, dứt điểm với sát trường hào. Phía bên kia thì Morgan đang bị tấn công, Rick tốc biến sang và có cú chỉ thiên dứt điểm của đối phương. Mưa tên lửa đường dài nhưng Wheeler anh ta sẽ phải đấm tay trong pha này. Ôi, và anh ta không đấm được Rick. 4-0, tôi xin lỗi là 4-1 dành cho bên phía của Nông Sim. Họ chỉ kéo lại được một điểm hạ gục ở khu vực đường dưới khi mà Gori nằm xuống mà thôi, khi mà anh ta hộ thể lui về, sau đó tốc biến bỏ chạy và không bị dính đến mưa tên của Dep và không bị dứt điểm. Chúng ta xem lại góc nhìn của Jovi ở trong pha xử lý này. Anh ta đặt pha E đầu tiên thì hụt, sau đó thì rất bình tĩnh giữ lại lưỡi kiếm tiên phong của mình tiến lên. Anh ta biết rằng Gori đã mất tốc biến, và pha tốc biến dùng R đó thì chắc chắn là đối phương không thoát đi được. Với 5.000 mốt, anh ta bằng tiền với lại Wheeler, và anh ta chỉ thua hai người bên phía của Nông Sim mà thôi. Về mặt cơ bản, Irelia vẫn đang ở trong thế có thể cố gắng gồng gánh được. Nhưng mà có một điểm là Nông Sim đã lấy thành công được trụ một đường giữa của đối phương, mới chỉ qua 14 phút mà thôi. Họ có một pha thả sứ giả và thêm cái khả năng di chuyển ra đến từ Doc Dam nữa. Và cái trụ một đường giữa là một trụ cực kỳ quan trọng. Bạn đã để mất nó rồi thì hai bên cánh có thể kiểm soát. Đường dưới đang được hở ra để cho Nông Sim có thể tấn công. Hangulai quyết định đẩy mạnh lợi thế của mình ở nửa trên của bản đồ bằng việc Morgan vừa lấy được một trụ và họ sẽ có được con sứ giả. Tôi đã thấy những cú ping của Hangulai spot vào mắt đó rồi. Họ đang chuẩn bị setup để tiến ra hang rồng. Đường trên sẽ là trụ dành cho Rick và đã bắt đầu thả sứ giả đến từ chiêu Wheeler. Họ sẽ gây sức ép ở khu vực đường giữa, sau đó lấy thế để tiến ra con rồng thứ 3 của ván đấu. Nông Sim có lẽ sẽ không muốn bỏ, họ hoàn toàn có khả năng giữ lại được cái trụ một đường giữa này, cộng với việc là ngăn chặn cái lực đẩy của sứ giả sẽ không quá khó khăn để Doc Dam giải quyết được đợt lính. Viesta dính khá là nhiều đam, siêu bọng đình gục ép máu trước. Viesta mất nhiều máu quá và anh ta chắc chắn sẽ phải lui về trong pha này. Hangulai không có thế để tiến vào hang rồng nữa, và đây sẽ là rồng dành cho Nông Sim. Họ bị kéo máu nhiều quá, Viesta nhiều đó máu thì đánh rất là khó, nhiều khi anh ta chưa kịp làm gì là chết rồi, và nếu mà tràn vào nữa thì họ có thể mất nhiều hơn là một người. Quyết định này của Hangulai tôi hoàn toàn đồng ý. Tại vì như đã nói, con rồng này là con rồng cho phép họ bỏ, nếu như thế không đẹp lắm. Mặc dù có một con mắt đẹp nhưng mà Doc Dam thì đấu tốt quá. Rồi, truy hấp huyết. Morgan đấm vào vị trí của Rick. Đây sẽ là một pha 3 vs 3, Pinot găm sóng âm trúng vào Viesta. Nhưng Hangulai có vẻ như không muốn vào, Pinot vào trước. Viesta quay trở lại làm choáng, siêu bom địa ngục dồn và Viesta khả năng sẽ đi trong pha này. Mơ tên lửa được giải và ngăn bước tiến đến từ Nông Sim, nhưng vẫn là cầu sấm qua cổng gia tốc để dứt điểm đến từ Rick. Viesta nằm rồi, anh ta không đủ khả năng chống chịu để có thể đỡ lại cái lượng sát thương đến từ bên phía của Nông Sim là quá nhiều. Không có chỗ để cho Morgan dịch chuyển.
hướng tạt cánh của ta bây giờ chỉ có thể từ hai cái bụi cỏ phía trên hang rồng xuống mà thôi. Chu vi đã dịch chuyển rồi, anh ta có thể di chuyển một bụi cỏ chặt ba để tạo áp lực từ phía trên xuống. Morgan sẽ ở dưới lên và Wheeler sẽ là người mở trước với mưa tên lửa làm chậm. Mà tốc độ vào này của bên phía Hanwha hơi chậm, họ lại bỏ rồng nữa rồi. Họ chấp nhận bỏ rồng để lấy chung một khu vực đường dưới. Có vẻ như thế vào của Hanwha là không thực sự đẹp. Chu vi đã dịch chuyển rồi, anh ta có thể di chuyển một bụi cỏ chặt ba để tạo áp lực từ phía trên xuống. Morgan sẽ ở dưới lên và Wheeler sẽ là người mở trước với mưa tên lửa làm chậm. Mà tốc độ vào này của bên phía Hanwha hơi chậm, họ lại bỏ rồng nữa rồi. Họ chấp nhận bỏ rồng để lấy chung một khu vực đường dưới. Có vẻ như thế vào của Hanwha là không thực sự đẹp. Và Morgan cũng không có bất kỳ một động thái nào di chuyển ra cả. Tôi vẫn đang thấy anh ta ở bãi chi quỷ biến dị để cố gắng tấn công và dọn dẹp bãi lính này. Thắng trận này thì tỷ lệ đứng nhất của Nông Sim vẫn chưa phải là quá cao, nhưng ít nhất đâu một tiếng lớn Gorilla như anh ta chặn hết né đường cả lên. làm choáng của Chovy vi cũng như là mưa tên lửa luôn. Đó là Thái Dương Hạ San được sử dụng. Và Gori vẫn lui về được. Hai là sát treo đảo tốc biến. Ui Và tên đi kiếm là kéo theo. Và Gori ngay lập tức nằm xuống mạng dành cho Willow. Phía sau thì cái thanh kiếm tuyết phong trúng hai người. Chovy vẫn đang lao thẳng vào. Pinot có sóng âm trượt. Anh ta cắm mắt sang phía bên kia để chạy về. Kaelin cũng nhảy theo. Với đường nhảy tiếp viện, tôi xin lỗi, đó là cái đấm sau ta thì đúng hơn. Phải nằm mà thôi. Mặc dù có được đồng hồ nhưng chỉ là câu giờ. Một mình anh ta tỉnh lại đồng hồ thì vẫn phải lên bảng điểm số mạng dành cho Chovy. Một tình huống bắt người rất triệt để đến từ bên phía quan Goliath. Mặc dù trước đó Gori đã dùng tất cả mọi thứ để có thể lui về nhưng anh ta vẫn bị dứt điểm. Một pha thi đấu vượt trội đến từ Vesta. Họ đang muốn đánh nhau tiếp. Đó là một thẳng vào giữa đội hình đối phương. Vesta tấp máu và anh ta bị hạ gục bởi cú quy cuối cùng đến từ Rick. Rick anh ta không có tốc biến nữa. Quay trở lại chắc chắn sẽ bị kẹt ở trong này mà thôi. Và Rick chạy đi đâu đây? Mạng dành cho đường trên của Hanwha Esports. Nó khiến cho mặc dù còn ba bốn người nhưng khả năng ăn Baron của bên phía Hanwha thì chưa thành công, còn Kuri lại một lần nữa bị dí, anh ta vẫn còn sát chiêu hoàn hảo và đang cố gắng dùng nó để chạy, nhưng lần này lại là Vista, lại là lợi thế về người cho Hanwha Esports. Và đây sẽ là lợi thế về người dành cho Hanwha Esports. Họ tấn công vào khu vực Baron. Cú dịch chuyển ngược trở lại đến từ Morgan. Siêu bom địa ngục được sử dụng. Hulot đang khá là thấp máu, anh ta bị Baron nhổ đau quá. Và ngay lập tức họ đang phải bỏ được Baron. Phía đằng sau thì Viesta tới nhưng bị đá ra bởi nội long cưa. Có sơ sinh tội lỗi dồn vào nhưng đốc nam phía tâm ngoài vẫn đang xả sát thương. Rick có được một mạng, Chovy đang tới và họ gỡ lại được một điểm ở gục dành cho bên phía Hanwha Esports. Bên phía của Đông Sinh có một quyết định cũng khá thông minh là họ để cho Rick một mình solo rồng. Với lượng sát thương của anh ta thì không mất quá nhiều thời gian. Cánh còn lại Binet với Đốc Đam sẽ đủ áp lực khiến cho bên phía của Hanwha không làm được gì cả. Và Đông Sim sẽ có được linh hồn động đất. Chắc chắn là Hanwha sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa. Nhưng bây giờ tôi chỉ sợ là Chovy anh ta sẽ lao vào tấn công Rick. Liệu có đủ sát thương 1-1 hay không? Đây Rick chạy về phía đồng đội của mình và đồng đội của ta tới quá nhiều. Chovy 3 đánh 1 và anh ta đang đợi đồng đội của mình tới, nhưng đồng đội của ta sẽ bỏ mặc để ăn Baron. Liệu những nỗ lực của Chovy có đủ để Hanwha ăn được con Baron này hay không? Ui, siêu bom địa ngục, quá nhiều sát thương đến từ Đốc Đàm. Gori anh ta đã vào với sát chiêu hảo lần 1. Morgan đang che và Wheeler đang phải lùi về rất sâu nhưng cầu sấm còn có gió tốc không tới đến từ vị trí của Rick. Và Noxim sẽ lui nhẹ về mà tôi họ vẫn bảo toàn được con Baron. Đang có những cú ping hỏi chấm gần Glide Spot khi mà lượng tầm nhìn của họ đang bị dần bị triệt để đi. Noxim tràn vào khu gặp Baron với 5 người. Kaelin đang ở tầm ngoài cùng với Gori để có thể chặn bước tiến Hanwha. Sẽ hơi khó để họ có thể vào khi mà Wheeler vẫn đang đi bộ từ nhà ra. Với lượng máu anh ta vừa mới phải reset thì đây sẽ là Baron ở phút thứ 33 dành cho bên phía Noxim Sim Redford thôi. Rất khó cho Hanwha có thể phòng ngự những cái trụ này. Tôi nghĩ họ nên bỏ đi trụ hai khu vực đứng giữa. VS ta bị dính một quy ở Kaelin, bị làm choáng ở kia. Tôi không biết tôi toàn VS ta làm gì rồi. Trong pha đấy luôn. Còn cái tốc biến đâu, sao phải... thiếu tỉnh táo về chung. Không xong à, buông bỏ. Chu Vi bất lực đẩy đường trên. Anh nghĩ Fiesta phải về pha đó chứ nhở? Không thì anh ta cũng phải đầu tư một cái tốc biến để ừ, chạy. Đó... Tôi không hiểu tại sao Fiesta lại giống như cái kiểu trụ buông còn bỏ một chuột tí luôn máu như vậy. vậy, đứng đó làm gì? Hai cửa. Thôi thì đợi, đợi 13 giây nữa. Giữ chân Nông Sim lại, tràn ra đánh một pha. Được ăn cả ngã vậy không? Còn gì nữa đâu? 6 giây Vista ra. 6 giây nữa với khả năng hồi sinh đến từ Viesta, anh ta vẫn còn Thái Dương Hạ San có thể sử dụng được nhưng đối phương vẫn đang còn bộ lợi Baron gần 1 phút nữa cơ. Có Định một để cổng kéo gia máu. tốc liên tục để cầu máu được Chovy và thậm chí là cả bom đến từ Đốc Đam nữa. Rất chất lượng.
có, chỉ cần đợi lính đẩy vào thôi. Tiếp tục siêu bọc địa ngục, Wheeler quá thấp máu rồi. Một trung bảo vệ nhà chính đã có Châu Vi dịch chuyển nhưng xa quá Châu Vi ơi. Vì giờ đấu trường bốc về, Morgan anh ta giữ chặt được một người với song thủ quyền, có luôn cả thanh kiếm tiên phong, nhưng Châu Vi chưa lao vào được đó là bằng địa chấn. Và Rick hạ gục được vị trí của Dem ở khu đường sau. Châu Vi đang bơi nhưng anh ta bơi không nổi, sát thương là quá nhiều đến từ bên phía của đồng sinh Redford. Kellen hạ gục được Châu Vi và đó là mục tiêu dành cho người chơi đi rừng của đồng sim. Họ sẽ kết thúc ván đấu này ở phút thứ 35 của ván đấu với tỷ số 2-1.